Xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Vườn To nhé. Thì hôm nay em Trung Vườn To thì xin giới thiệu với mọi người cái hoa tự đăng trồng chậu. Mọi người có thể vừa trồng chậu, vừa leo dàn, leo hàng rào, leo ban công mọi người nhé. Đây, hoa đây em vẫn đang trồng, giống như cái clip hôm trước em có lên một cái clip hướng dẫn mọi người trồng đăng chậu rồi. Thì hôm nay bên em sẽ có một cái ưu đãi giá của cuốn hoa tự đăng này mọi người nhé. Giá ưu đãi rất là tốt cho mọi người. Thì bình thường ấy sẽ là giá 250.000 một cuốn. Tuy nhiên bây giờ là cuối mùa rồi thì cây thì sẽ có cây có hoa, có cây không có hoa mọi người nhé. Một cuốn như này thì nó sẽ dài 2 đến 3 mét. Đấy như thế này. Thì mình về gỡ ra trồng cái này, cái bầu này xuống đất vào trong cái chậu như thế này. Đây mọi người có thể thấy em trồng vào trong cái chậu đây. Hoa đây, hoa rất là nhiều. Thì cuốn có hoa hoặc là cuốn cũng có, cuốn thì có hoa, cuốn thì không có hoa mọi người nhé. Đây ví dụ như là cuốn này thì không có hoa, nhưng cuốn này thì có. Và càng gần đến mùa hè thì cái hoa tự đăng ở trên cái dây này để mà mua được một cái cuốn có hoa này thì khá là khó, tại vì mùa hè thì nó ít hoa hơn và nó sẽ lên lá, bắt đầu lên lá nhiều hơn, giống như cái này đây đang lên lá, giống như cái này đang lên mầm hoa mầm nhiều hơn. Thì hôm nay bên em sẽ khuyến mãi cho mọi người là 350.000 hai cuốn miễn phí ship mọi người nhé. Bình thường hai cuốn mọi người mua đầu năm ấy thì nó phải là giá là 500.000, nhưng hôm nay em sẽ khuyến mãi cho mọi người là 350.000 hai cuốn, tức là tính ra là chỉ là 175.000 một cuốn thôi mọi người nhé. Mua hai cuốn 350.000 miễn phí ship. Thì anh chỉ có nhu cầu mua hàng về để trồng leo hàng rào, leo ban công, trồng chậu như thế này, hoặc là dỡ ra làm bonsai, thì có thể liên hệ em Trung số điện thoại 0353896808 mọi người nhé. Em sẽ nhắc lại là 0353896808. Thì em có để phần số điện thoại cũng như là địa chỉ vườn ở dưới phần mô tả. Thì hàng này em sẽ ship toàn quốc mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy một cái cuốn này dài khoảng 2 đến 3 mét. Và đặc biệt là quý anh chị muốn mua về làm thân gỗ thì mình dừng lên cắm cọc, chứ không phải là mua có cây thân gỗ riêng mọi người nhé. Mọi người lưu ý chỉ có hàng chết như thế này và hàng trồng từ hạt. Hàng trồng từ hạt thì rất là lâu lên. Đấy nên là anh chị lưu ý giúp em. Mọi người có một số người mua nhầm quảng cáo rất là nhiều, cũng như là hoa tự đăng ở trên thị trường hiện nay chỉ có màu tím mọi người nhé. Lưu ý giúp em chỉ có màu tím như thế này. Đây màu tím em trồng ra như thế này. Hàng này là hàng đại trà và phổ biến nhất, nên là nó chỉ có hàng này thôi. Còn anh chị nào mà bảo là nó có màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu đỏ là không phải mọi người nhé. Thực chất nó sẽ có màu tím. Màu tím là một, màu tím giống như này. Màu tím, màu trắng và màu hồng. Tuy nhiên mà màu trắng và màu hồng thì nó không phổ biến đâu. Mình phải đặt hàng mà giá rất là cao, rất là cao mới có, chứ không phải là chứ không có sẵn mọi người nhé. Nó chỉ có màu như thế này thôi. Đây, màu tím như thế này thôi. Mọi người có thể thấy như này. Thì nên là anh chỉ cân nhắc nhé. Nếu mà mọi người shop nào mà bảo là có màu vàng, màu đỏ là không phải mọi người nhé. Còn màu trắng, màu hồng thì mọi người phải thấy cái hoa, thấy hoa thì mới mua. Còn nếu mà họ bảo là họ cũng bán cái dây như thế này nhưng mà không thấy hoa, hoặc là họ bảo là về sau này nó sẽ nở các thứ, thì mọi người không tin mọi người nhé. Hoàn toàn không có các màu đấy, mà chỉ có một duy nhất là một màu tím thôi. Đây màu tím giống như thế này. Và mọi người có hoàn toàn có thể trồng chậu thoải mái. Đấy, nếu anh chị nào quan tâm hàng hoa tự đăng này, hàng thật, nhiều anh chị đã mua phải cây xưa bị lừa rồi, thì có thể liên hệ em Trung số điện thoại 0353896808. Cũng đang sắp cuối cái mùa hè rồi, mọi người tranh thủ trồng nhanh. Nếu mà nắng nóng ấy, nắng nóng thì cái phần ngọn ở trên này rất dễ bị khô. Nếu mà không trồng nhanh thì nó sẽ bị khô rất là nhanh, và gần như là chỉ tươi cái phần gốc thôi. Nên anh chị muốn trồng hoa tự đăng thì tranh thủ thời gian này nhé. Tranh thủ thời gian đang thời gian này là thời gian tốt để trồng hoa tự đăng. Còn mùa hè thì trồng thì khó hơn, vẫn trồng được nhưng mà khó hơn. Thì hiện tại em Trung cũng đang ưu đãi cho mọi người nữa để mọi người trồng thử. Nên là anh chỉ có nhu cầu thì có thể mua hàng nha, mua hàng thì liên hệ em Trung. Đây sau nó sẽ ra những cái tua này, thì nó sẽ quấn leo lên dàn. Nếu mà mình không thích thì mình sẽ bấm cái này đi, giữ cái dáng của nó như thế này sẽ được thôi. Còn chẳng hạn như là mình muốn làm bonsai thì mình sẽ chiết ở đây thì sẽ được một khúc ngắn thì làm bonsai, làm thân gỗ. Đấy, tất cả là đều trồng từ cái này ra thì nhanh hoa nhất mọi người nhé. Và mọi người lưu ý không để nó dài thì sao nó sẽ được nhiều hoa như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào mọi người.